đến giờ sân khấu cải lương liên tiếp đón nhận những tin buồn những nghệ sĩ cải lương gạo cội ra đi. Mới đây nhất là nghệ sĩ Ngọc Đáng ở bên Mỹ vừa mất, thì má cảm thấy sân khấu cải lương hiện tại bây giờ ra sao? Nghệ sĩ Ngọc Đáng chết má rất thương, nó hiền lắm, nó cũng đi hát chung với má. Hồi nhỏ nó ở sân khấu ở Cầu Muối á, cái đình đó thì ba má nó còn nhiều khi nó bị đòn, nó hay ôm thím sáp ơi thím can nhìn con, ba con đánh con, nó lại nó ôm lại. Trời, giờ nó chết, nghe cái tin nó chết mà hôm qua nó khóc là khóc sao biết không, khóc nó chết rồi thì không có ai mà lo cho hai đứa con nó. Nghe nó chết thì ba má khóc. Con thấy má thì như là đóng phim điện ảnh thì má toàn đóng vai những vai người nghèo, bà già nghèo khổ, thì má có sợ là từ phim ảnh ra đến ngoài đời thì mình sẽ bị ra một cái khuôn là mình sẽ bị theo cái vần nghèo này không? Má có